Lão đại, lão đại, lão đại, lão đại, đừng manh động. Bạch Tam, anh làm gì vậy? Anh nghe tôi nói đã. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lão đại, có phải là anh muốn tìm Đường Xuyên báo thù không? Anh muốn báo thù thì cứ nói, bọn em sẽ giúp anh. Lão đại, cái tên xuất sinh Đường Xuyên, những việc hắn làm với anh chúng em đều biết rồi. Anh yên tâm, chúng em sẽ trút giận cho anh. Đúng đó, kẻ thù của anh chính là kẻ thù của chúng em. Đúng, im miệng hết. Tôi nói cho biết, đây là ân oán giữa tôi và Đường Xuyên, không cần các cậu phải lo. Nếu các cậu là anh em của tôi thì ở lại hết cho tôi, cứ mặc kệ tôi. Bạch Tam, lão đại, Bạch Tam, anh nhìn bộ dạng bây giờ của anh đi, anh đi chỉ có con đường chết thôi. Anh yên tâm, Lục Hữu Di tôi hận chính nhất là người bắt nạt phụ nữ. Tôi nhất định giúp anh. Anh Bạch, anh yên tâm, mọi người nhất định sẽ giúp anh. Đúng đó, chúng ta cùng nghĩ cách đi. Bạch Tam, cứ nghĩ kế hoạch lâu dài đã. Phượng Hoàng Sơn Trại. Bạch Tam, tôi hỏi cậu, nếu như một mình cậu đi, cậu giết được Đường Tam có được bao nhiêu phần trăm? Nói thật với cậu thì chuyện này tôi không chắc. Tôi chỉ có thể liều mạng với hắn ta thôi. Có khí phách, nhưng tôi lại hỏi cậu, cậu có bao nhiêu cái mạng để liều chứ? Thiên Minh, người Trung Quốc có câu: thù giết cha, nỗi hận cướp vợ. Đường Tam làm ra loại chuyện đó với vợ tôi, còn giết chết cô ấy, thù này tôi nhất định phải báo. Hơn nữa, còn phải để tự tôi báo. Tôi biết, tôi có thể hiểu tâm trạng của anh. Nhưng Bạch Tam à, giết Đường Xuyên không phải là chuyện của một mình cậu. Chuyện này liên quan tới hành động lần này của chúng ta có thành công hay không. Muốn tiêu diệt được Mã Đức Vọng thì phải tiêu diệt được Đường Xuyên trước. Bạch Tam, anh nghe lời tôi, đừng hành động một mình nữa. Phải dựa vào sức mạnh của mọi người để tiêu diệt Đường Xuyên. Sao anh nghe mà không hiểu ý tôi chứ? Đường Xuyên là sư phụ của tôi, hắn có bản lĩnh thế nào tôi biết. Lỡ như các cậu gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào? Được. Bạch Tam, anh thật vĩ đại, vì tính mạng của mọi người mà tự mình đi mạo hiểm. Nhưng mà tôi hỏi anh, trong mắt anh có coi chúng tôi là anh em không? Nếu chúng tôi khoanh tay đứng nhìn, không phải đã thành tiểu nhân rồi? Được, được rồi, được rồi. Tôi nói cậu biết, quyết định gì đi. Mối thù này tôi nhất định phải tự báo, không cần các cậu tự biết. Tôi nói với anh lần nữa, mạng của anh không phải là riêng mình anh. Anh phải thay tôi dẫn dắt đội du kích tiếp tục kháng chiến chống Nhật. Tôi sắp phải đi rồi. Cậu thật sự sắp phải đi rồi sao? Nhất định phải đi. Con người cậu sẽ vô lý vậy chứ? Cũng không phải tôi chưa khuyên cậu. Tại sao cậu không nghe tôi chứ? Tôi nói với cậu biết, tôi không dẫn dắt được. Tôi lần như trên núi thì được. Cậu cũng biết, có lúc tôi cũng rất manh động. Lỡ tôi một khi manh động, dẫn các anh em tới cùng đường thì phải làm thế nào? Tôi không gánh được trách nhiệm này. Cậu phải ở lại làm đội trưởng. Bạch Tam, Bạch Tam, ngoài báo thù, anh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Anh hiểu không? Tôi tin vào khả năng của anh. Anh nhất định có thể làm được. Hương Nhi, đội trưởng, anh vẫn muốn đi sao? Anh đừng đi nữa. Một khi anh rời đi thì ý chí của đội du kích sẽ bị lỏng lẻo đó. Anh nhìn hành động lần này là biết liền, mọi người không phục ai cả.
Lục Hữu Di không phục Bạch Tam, Bạch Tam lại không ưa Lục Hữu Di. Mọi người tự hành động, kết quả dẫn tới như bây giờ. May mà lần này bình an trở về. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi có thể khẳng định danh rằng sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hành động lần này thất bại, cần có một người chịu trách nhiệm. Tôi phải trở về tổ chức báo cáo. Đội ngũ này do anh xây dựng và bồi đắp lên, sao anh có thể dễ dàng giao lại cho người khác như vậy? Anh tưởng anh đi tiếp tục nhận hình phạt chính là thể hiện trách nhiệm sao? Vẫn chưa xử lý được Mã Đức Vọng, các đồng chí liên lạc đều đang ở trong vòng nguy hiểm. Anh dứt bỏ chúng tôi không lo, đây chính là chịu trách nhiệm sao? Đội trưởng, anh ở lại đi. Được, tôi đồng ý với cô. Đợi sau khi xử lý được Mã Đức Vọng, tôi sẽ quay về tổ chức báo cáo tiếp nhận hình phạt. Cô Tần, cô đang xem gì vậy? Tôi đang đọc báo, không nhìn thấy sao? Hôm nay có tin tức mới gì vậy? Tự ông xem đi. Ông làm gì vậy? Cô đánh tôi đau quá. Ngọc Lan, anh phải tới chỗ đại tá Kuroki. Đường Xuyên, đi. Vậy chúng tôi đi đây. Mã tiên sinh, tôi có một nhiệm vụ muốn anh phải làm. Đại tá, xin cứ nói. Tôi biết cậu có quan hệ rất tốt với phó đại đội trưởng Tân Tứ Quân Thôi Đại Sương. Theo tình báo của chúng tôi, gần đây người này có tâm trạng rất tốt. Đây là một cơ hội rất tốt. Tôi mong cậu có thể đại diện hoàng quân tới thuyết phục cậu ta, để cho cậu ta đối mặt với hiện thực. Ông muốn đạt được mục đích gì? Ý của đại tá là muốn cậu ta có thể làm việc cho hoàng quân chúng ta. Vậy thưa đại sương đó, bây giờ đang ở đâu? Bây giờ cậu ta ở Lưu Gia Hoa, cách Khang Thành 200 km. Đại tá, ngài xem, chuyện này có chút khó khăn. Bây giờ Tân Tứ Quân đang truy sát tôi khắp nơi. Nếu một khi tôi xuất hiện thì tôi sẽ chết đó. Hơn nữa, tôi với Thôi Đại Sương kia cũng chỉ là có chút giao tình thôi, và cũng chỉ là chuyện quá khứ. Bây giờ cậu ta nghĩ như thế nào tôi cũng không rõ nữa. Nếu tôi gặp cậu ta, cậu ta bắt tôi lại, đưa tôi tới chỗ Tân Tứ Quân, chuyện này cũng có thể đó. Tôi biết cậu đang lo cái gì. Vẫn là câu nói đó, cậu là bạn của hoàng quân, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. Lẽ nào cậu không tin tôi? Không không, tôi tin chứ, tôi tin. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, cậu không được nói chuyện này cho bất kỳ ai. Dân, dân. Sau khi diệt thành thì sẽ không thiếu phần của cậu đâu. Cảm ơn, cảm ơn. Uống trà đi. Được, mời. Anh muốn đi đâu vậy? Anh phải tới Lưu Gia Oa một chuyến. Đi làm gì vậy? Em không nên hỏi nhiều. Anh phải đi bao lâu? Vừa đi vừa về cũng phải mất 10 ngày. Lâu như vậy sao? Vậy anh phải dẫn Đường Xuyên theo đó. Bảo bối, từ khi nào bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của anh vậy? Em đương nhiên là lo cho anh rồi. Còn nữa, em sợ Đường Xuyên. Em phải sợ ông ta sao? Em luôn cảm thấy ánh mắt của Đường Xuyên nhìn em không được bình thường. Em rất ám ảnh và thấy sợ lắm.
Có phải là em nghĩ nhiều rồi không? Đương nhiên không phải rồi. Con gái đối với loại chuyện này sao lại không cảm nhận được chứ? Em nói điều là thật sao? Đương nhiên là thật. Em lừa anh làm gì chứ? Cái con khỉ này lại dám ký đồ với phụ nữ của anh. Anh đừng giận. Hiện tại hắn vẫn chưa có những hành động quá đáng với em. Em chỉ nói với anh một tiếng thôi. Anh biết. Tạm thời anh không thể làm gì được hắn. Tên Đường Xuyên này vẫn còn giá trị lợi dụng. Đợi anh lợi dụng xong, anh sẽ giết hắn đi như một chiếc dễ lao vậy. Bảo bối, em yên tâm. Anh nhất định sẽ dẫn Đường Xuyên theo. Anh sẽ không cho hắn cơ hội đâu. Vậy lúc nào anh đi? Ngày kia. Vậy được, để em đi chuẩn bị cho anh. Được, đi đi.